Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay Nhung sẽ chia sẻ đến các bạn cách nấu món trứng cút lộn xào me. Cái món này thì mình đã làm cách nay là 7 năm rồi đó các bạn. Hôm nay tự nhiên cái thèm trứng cút lộn xào me. Rồi mình mua về sẵn mình nấu mình ăn rồi mình quay cho các bạn xem luôn ha. Và nguyên liệu chính của mình đó chính là trứng cút lộn nha các bạn. Đây mình có 50 cái trứng cút lộn luôn nè. Cách để lựa trứng cút ngon á các bạn thì đầu tiên là cái phần vỏ đó các bạn, mình lựa những cái nào nó đừng có bị nứt, bị bể nha. Đó, trứng to nè, đều nè. Rồi mình bỏ vô cái nước coi, cái trứng nào mà nó chìm xuống á là cái trứng ngon, còn trứng nào nổi lên là nó không ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem bỏ vô trong cái nồi nước ha. Mình cho nước trong cái nồi nha. Tiếp theo mình sẽ cho trứng vô. Mua về là mình phải rửa sạch trước khi mình cho vô mình luộc ha. Mình bỏ từ từ nhẹ nhàng thôi nha các bạn, tránh nó bị bể nha. Mình đổ nước thêm cho nó ngập trứng luôn nha các bạn. Có một vài trứng nó nổi lên các bạn. Để xíu nữa mình luộc xong rồi mình đập ra cho các bạn coi nha. Rồi, muối thì mình sẽ cho vô là nửa muỗng canh ha. Lúc đầu mình sẽ bật bếp lên. Trứng này nó cũng mau chín lắm các bạn, mình chỉ luộc trong vòng 5 phút thôi là nó ra chín rồi nha. Khi luộc á các bạn mình để lửa vừa thôi, đừng để lửa lớn quá nha. Nhiều khi nó nổ cái bốc cái nó bể ra luôn các bạn. Rồi đây bây giờ mình sẽ vớt trứng cút ra nha. Me vắt thì đây mình dùng 30g, giờ mình sẽ chế vô 200ml nước sôi. Mình ngâm me ở trong nước sôi tầm khoảng 15 phút nha các bạn, để cho nó ra hết cái chất me chua. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi đập trứng cút ra nha. Cái trứng này chắc là cái trứng nó bị nổi lên đó các bạn, nó có cái mề màu trắng nhiều hơn. Tại vì những cái trứng này mình thấy nó đều nè, nó tròn, nó đẹp, nó là những cái trứng nó chìm xuống. Rồi đây trứng cút lộn thì mình cũng đã lột cái vỏ ra rồi nha các bạn. Và mình giữ lại cái phần nước ở trong cái trứng luôn nha. Cái nước đó nấu lên rất là ngọt á. Quay trở lại với cái chén nước cút me của mình á các bạn, thì lúc này nó đã ra hết cái chất me chua rồi nè. Mình sẽ vớt bỏ cái phần hạt đi ha. Các bạn nhớ là dầm dầm hoặc là mình đeo tay vô rồi mình bóp cho cái phần hạt me nè, nó ra hết cái chất me nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cho gia vị vô luôn nha. Đường thì mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh nha. 1 muỗng canh nước mắm. Dầu hào mình cho vô nửa muỗng canh. Tương cà 1 muỗng canh. Rồi mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp gia vị này nha. Hành với tỏi mình dùng 40g. Của hành tím mình dùng ít hơn tỏi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ băm nhuyễn ra. Mình cho bơ thực vật vô trong cái chảo nha các bạn. Mình làm cái món cút xào me này dùng bơ rất là thơm nha. Bơ này mình dùng 3 muỗng canh nha các bạn. Đó, mình nấu cho nó tan chảy ra ha. Rồi sau đó mình sẽ cho hành tỏi băm nhuyễn vào. Mình phi cho hành với tỏi vàng thơm lên ha. Rồi cái phần hành tỏi nó cũng đã vàng các bạn. Giờ mình sẽ vớt ra. Mình sẽ cho cái chén súp me vô nha. Nấu cho cái phần nước gia vị này nó tan ra ha. Wow, rất là thơm các bạn. Mình nấu cho cái nước me kiểu nó sệt sệt lại ha. Đây lúc này nó sệt như nè các bạn. Sệt như vậy nè mình ăn nó mới ngon. Rồi mình nêm nếm lại cho hợp khẩu vị với gia đình mình nha các bạn. Cái độ chua, mặn, ngọt á tùy theo các bạn ha. Wow, rất là thơm rồi. Lúc này thì mình sẽ cho trứng cút lộn vô.
Mình nấu với lửa nhỏ nha các bạn. Đó, mình nấu tầm khoảng 4 phút ha, để cho cái nước sốt mè nè nó thấm vô trong trứng cút á, ăn nó mới ngon. Nếu mà có bỏ thì mình sẽ hớt nha các bạn. Rồi, trứng cút của mình như vậy đã được rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ cho rau răm. Rau răm mình cắt nhỏ nhỏ ra ha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần tỏi và hành tím nãy mình phi á các bạn. Nó mình rắc lên trên mặt vậy nè, nó mới thơm. Rồi, bà nào ăn cay thì mình có thể cắt vô và lắc ớt ha. Wow, nhìn kiểu rất là ngon nha các bạn. Rất là hấp dẫn và cực kỳ thơm luôn. Đây các bạn nhìn cái trứng cút nè, trời ơi, rất là ngon ha. Wow, ngon lắm luôn các bạn ơi. Kiểu như cái vị nó chua chua nè, mặn mặn, ngọt ngọt. Rồi có thêm rau răm thơm thơm nè. Rồi hành phi nữa. Cái mùi tôi nói nó rất là thơm luôn. Cuối tuần mà làm cái món này nhâm nhi với bạn bè là hết sảy luôn. Đây mình sẽ cho ra ngoài dĩa nha. Mình rắc thêm một ít hạt đậu rang lên nha các bạn. Wow, trời ơi, nó hấp dẫn. Hết sảy còn mà bảy luôn các bạn ơi. Cái này chắc Nhung mở tiệm bán trứng cút lộn xào me được quá. Mấy bạn nhớ ghé ủng hộ nha. Và video của mình đến đây cũng hết rồi. Thành phần nguyên liệu thì mình sẽ để trên màn hình để các bạn dễ tham khảo hơn nha. Các bạn hãy comment ý kiến, like, share để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.